Có lộc ấy em ạ. Chú ạ, cháu lên quay cái video cho chú nhé. Không biết là có người nhiều ở trên này không nhỉ? Có, rất là nhiều người lắm. Nhiều người lắm ạ. Vâng. Để cháu cũng lần đầu tiên đến đây cháu lên quay cái video xem. Lấy nước. Chị nhé. Chào chị ạ. Mình bán đồ ăn vặt. À, xem dưới còn nhiều. Ôi còn nhiều lắm. Nhiều ạ. À, tí nữa em ủng hộ sau nhé. Bây giờ em lên quay cái video ở đây. Một cái địa điểm rất là lạ. Mọi người thì lên, người thì xuống các bạn ạ. Mình không biết là cái giờ này là cái giờ mọi người đã làm lễ xong chưa hay là chưa khởi đầu. Cháu chào chú ạ. Vâng. Cháu quay video lên đây xem khám phá nơi đây xem cái lễ hội này như thế nào. Chào em nhé. Rồi, em chào anh. Ôi, đường lên dốc các bạn ạ. Khá là mệt đấy. Nơi đây thì có cảnh rất là đẹp. Bên này thì có ngay cạnh cái chùa thì có cái cây rất là đẹp luôn. Siêu to. Còn phía bên dưới này thì có chợ Hữu Liên các bạn ạ. Thì bên dưới này là chợ. Bên dưới này cũng có rất là nhiều người cũng mang cũng mang hàng hóa đến để bán các bạn ạ. Đời cụ này, đời ông này, đời bố này, đời mình mới vào đời thứ tư. Đấy. Đây, à, đây là cái ngôi chùa. Ừ. Chào chào hai bác nhé. Vâng. Bác cái lễ của mình là xong rồi hay là cái này thì sáng hôm nay làm lễ xong rồi. À bây giờ là thế này thì anh phải vào trong kia hỏi mấy anh trong kia cơ. À. Đấy thì với năm gió thì tôi cũng không phải người ở đây. À vâng. Cháu cảm ơn bác nhé. Cháu sẽ đi vào trong này xem mọi người sẽ tầm này lên thì còn làm cái gì nữa không. Nói nhớ giờ sáng nay thì đi đến thì nó sẽ gọi là mọi người tổ chức lễ nó sẽ đẹp hơn. Đây là ngôi chùa các bạn ạ. Em chào anh nhá, em chào chị, em xin ít hình ảnh nhá. Em chào các anh chị nhá. Anh bây giờ cái lễ của mình là làm xong rồi ạ? Chưa nhờ, chiều sáng thì phần lễ còn chiều thì phần hội. À phần hội. Còn tí nữa còn làm gì nhiều ở đây nhỉ? Sẽ hoạt động gì nhỉ? Có đông người chơi thì tổ chức một vài hoạt động vui chơi. À vâng, dân gian cho. Vâng. Thế cái lễ hội của mình ở đây thì năm nay mới tổ chức hay là mỗi năm mới tổ chức nhỉ? Lễ hội thường kỳ là cứ 3 năm một lần. 3 năm một lần. 3 năm một lần. Vâng, thì 3 năm trước thì cũng tổ chức từ năm 2019. Từ 2019 này. Sau đến 2022 thì là do Covid nên là à thế là hoãn sang năm nay. Gọi là 6 năm rồi. Ở đâu 2022 23. À 2019 này. 4 năm, có nghĩa là anh nghĩa là năm ngoái tổ chức rồi nhưng mà không tổ chức được thì năm nay tổ chức nhỉ. Thế còn năm một lần. Vâng. Thế còn cái tiền này là mọi người đến ủng hộ hay là như thế nào nhỉ? Cái này là mọi người công đức. Công đức. Cái công đức cho đình. À. Là bây giờ ở trong đình là mọi người đến là đều thắp hương hay là làm cái gì nhỉ? Ở đây nhỉ? Đến đền thì thắp hương cho em. Vâng. À. Cái này là thế là khả năng là ở đây đợi thôi nhỉ, xem tí có hoạt động gì không. Tại vì lúc sáng thì không biết được thế. Thế mọi người tổ chức rồi mình mới bắt đầu. Chiều là buổi sáng thôi. Vâng. Chiều nay nếu có đông người thì chơi một vài trò chơi, còn không thì thôi. Vâng. Thế là anh làm bên trưởng ban à? Không. Thành viên thôi. À, thành viên. Trưởng ban trò chơi à? Tí nữa xem tổ chức trò chơi nhỉ. Trưởng ban phần hội. Tí vào trong cò nhảy bao. Thế là ở trong chùa chắc vẫn quay được thoải mái chứ nhỉ? Được. Vâng.
vào trong này xem, quay xem ở trong này sẽ có những cái gì nhiều các bạn nhé. Ôi, một cái điểm ở đây là Lý thấy ở đấy rất là nhiều thịt gà, rất là nhiều mâm thịt gà các bạn ạ. Nhưng mà cái này mình sẽ che vào tại vì nền tảng YouTube không được phép quay những cái lễ vận này các bạn nhé. Mình sẽ vào trong xem Em chào chị nhá. Rồi em quay một xíu nhé, cho xin cái hình ảnh ngôi chùa này nhá. Đẹp lắm các bạn. Xin chào các cô nhá. Phía bên này toàn tiền lẻ thôi các bạn ạ. Một tủ tiền lẻ thôi. Thì bên kia thì có trống các bạn ạ. Gọi là vẫn như một ngôi chùa bình thường, bàn chùa thánh cả. Phía bên này thì Lý thấy có một bia đá khắc chữ Cao Sơn Cổ Linh Tự các bạn ạ, 13 tháng 3 2019. Và đây là một gốc cây khá là bí ẩn. Thì bây giờ sẽ được lập một cái bảng có ghi là lễ hội Đình Gò Chùa năm 2023. Và bên này thì cũng sẽ để một cái lễ vật để thờ ở bên này nữa các bạn. Thế là lấy đồ là mọi người để ở đây các bạn ạ. Mình sẽ đi quanh, xung quanh cái chùa này xem có những cái gì nhiều các bạn nhỉ. Bản thân của Lý thì đi bất kể đâu, không hề sợ bất kỳ một cái gì các bạn. Đây là bụi phấn. Ở đây có một căn nhà. Ôi, mọi người đang ngủ. Chào cô nhé. Rồi giờ không làm phiền mọi người ngủ đâu. Đấy. Rồi, bên này thì cũng có một cái căn nhà các bạn ạ, nhỏ nhỏ. Không biết thờ vào cái gì đâu. Ôi, bên này thì có một cây thông to quá các bạn ạ. Wow. Ngút trời luôn. Còn phía bên này thì có cây này, cây gì đây, cây to quá các bạn, chả biết cây gì luôn. Wow. Phía bên này thì mọi người sẽ để một cái đồ thờ ở đây, xong là có những cái lễ đồ, bánh kẹo, rồi là trống chiêng gì đấy các bạn ạ, đèn lồng, có cả miếng thịt nữa để đây các bạn ạ. Đây. Trên thì có những cái lễ đồ rất là nhiều. Đây, mọi người thì sẽ để ít tiền vào công đức cho. Chú là ở bên Chi Lăng ạ. Mang về. Ok là kỷ niệm cứ cho chú. Thế là công đức là đẹp cái này. Chú thì tấm lòng thôi. Vâng, đúng rồi ạ. Cũng mong sao cái lễ hội này được nhiều người đến thăm và công đức cho nhiều để cho cái lễ hội này nó phát triển. Đây, thì bên này cũng các chị em cũng đang lên chùa. Em cũng công đức một ít nhỉ, xem. Em tên là gì? Em tên là Đặng Hữu Lý ạ. Đặng Hữu Lý à? Vâng. Còn Đặng người Giao vớ. Vâng, em người Giao. Em ở Em ở bên Nhân Hòa. Nhân Hòa, Thái Bình. Vâng.
Vâng, Nhật Hòa, Bắc Sơn, Lạng Sơn. Cái đò đâu nhỉ? Vâng. Ủa, bạn Linh về đây với mình có cần giấy kia không? Em chơi chị dạ không. Cho mình luôn dạ không, dạ không cần đâu, không cần. Để đấy đi. Có khả năng xem năm sau mình lại đến tiếp mà. Mình biết rồi mà. Vâng. Các cô, các bà đến đây thì sẽ vào những cái cửa nhà nhỏ nhỏ như này, thắp hương rồi thắp hương bên trong chùa. Cho chào bà nhé. Chào bà xíu. Các trò chơi tại các thôn chúng ta tập trung tại khu vực sân đình ạ. Bây giờ là bắt đầu tổ chức các cái hoạt động trò chơi cho buổi chiều ngày hôm nay. Trò chơi các bạn. Trò chơi dân gian đầu tiên chúng ta tổ chức sẽ là chương trình trò chơi bịt mắt đánh trống. Đây là một trò chơi dân gian rất là thú vị ạ. Xin mời các đội chơi chúng ta bước lên sân khấu ạ. Xin mời đội Tân Lai, Huy. Chị. Đây là thôn Tân Lai. Trò chơi bịt mắt đánh trống thì người chơi sẽ bịt mắt lại, sau đó sẽ quay 3 vòng tại vị trí xuất phát và tiến lên đánh trống. Vâng, nếu như mà đánh trống cái trống của ban tổ chức. Xin chào các cô nhé. Nhiều người đi hội lắm các bạn ạ. Mình sẽ xuống dưới này xem tìm ít nước uống này, khát nước quá. Xin chào hai bạn trẻ. Xin chào. Xinh gái quá nhỉ. Đi chơi hội đây. Hầu như là cái lễ hội này toàn là những bạn trẻ đi thôi các bạn ạ. Xin chào. Lại trở về đến nơi đây à.